Xin chào quý vị và các bạn. Nhắc đến Hà Giang, chắc hẳn ta sẽ nghĩ đến ngay một vùng đất với cao nguyên đá màu xám tro đầy gai góc, nhưng cũng là nơi phủ đầy sắc hoa cùng những thửa ruộng bậc thang, những cung đường đèo uốn lượn đầy kỳ vĩ. Thế nhưng Hà Giang còn có một địa danh với vẻ đẹp độc đáo và huyền bí, được ví như chốn tiên cảnh, đó chính là Hồ Nong thuộc xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên. Đây là một hồ nước ngọt thuộc loại hồ đất ngập nước rất đặc biệt vì vừa có thể nuôi trồng thủy sản lại vừa có thể trồng trọt rau màu do diện tích mặt nước thay đổi theo mùa. Hồ nằm giữa những núi đá, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn bao quanh. Trong lòng hồ lại là những gốc cây xanh tốt và cả những gốc cây đã khô cằn, tựa như một rừng cây nổi trên mặt nước. Vắt ngang qua khung cảnh đó lại là những áng mây trắng lững lờ, khiến cho cảnh quan vừa hoang sơ, vừa kỳ ảo và cũng đầy huyền bí. Ngoài cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, đây còn là nơi sinh sống và phát triển tự nhiên của vô số các loài thủy sản. Trong đó phải kể đến loài cá đắng, loài cá chỉ sinh sống duy nhất ở Hồ Nong. Do vậy, du khách còn có thể tham gia cùng bà con nơi đây bắt cá, thưởng thức những món ăn nổi tiếng khắp vùng, được chế biến từ loài cá này, hay là trải nghiệm một cuộc sống đầy yên bình cùng bà con dân tộc sinh sống trong vùng. Dự báo trong những ngày tới tại Hà Giang cũng như các tỉnh thành khác ở Bắc Bộ còn khá lý tưởng cho du lịch. Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, thời tiết trong ngày chủ yếu là ít mưa, ngày nắng, nên rất thuận lợi cho các hành trình tham quan khám phá cảnh đẹp của du khách. Tuy nhiên, về đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh vùng núi, trong đó có Hà Giang, có thể dưới ngưỡng 17 độ, nên du khách cũng cần trang bị đầy đủ trang phục giữ ấm trong suốt hành trình của mình và lưu ý tình trạng sương mù vào sáng sớm có thể ảnh hưởng phần nào đến tầm nhìn xa của các phương tiện giao thông, đặc biệt là khi lưu thông qua các cung đường đèo dốc. Đến với khu vực Trung Bộ, dự báo trong 2 ngày tới, những cơn mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế sẽ giảm dần. Diện mưa cũng sẽ bắt đầu thu hẹp lại và chỉ còn xảy ra rải rác trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 11. Sang đến ngày mùng 5, tiết trời có nắng trở lại nhiều hơn trong ngày. Mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi, nhưng nền nhiệt cao nhất ngày vẫn phổ biến không quá 28 độ. Về đêm và sáng sớm, trời cũng trở lạnh với nhiệt độ ở khoảng từ 18 đến 22 độ. Trong khi đó, giải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung Bộ nối với hoàn lưu một vùng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông sẽ khiến cho thời tiết tại các tỉnh từ Đà Nẵng xuôi vào cho tới Bình Thuận có mưa xảy ra diện rộng, có mưa vừa, mưa to đến rất to trong suốt 3 ngày tới. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ ở khu vực đồng bằng. Những cơn mưa cũng đang gia tăng dần tại Tây Nguyên. Từ chiều và tối mai, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Sang đến ngày 4 tháng 11 trở đi, ảnh hưởng bởi giải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu của vùng xoáy thuận nhiệt đới, nên mưa gần như là xảy ra trên diện rộng, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân khu vực này cũng chú ý đề phòng nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra. Những cơn mưa được dự báo sẽ tiếp tục duy trì rải rác về chiều tối trong những ngày tới đây tại khu vực Nam Bộ. Thời gian buổi sáng vẫn là nắng đều nên lý tưởng cho du lịch và các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất ban ngày hầu hết phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ, còn ban đêm thấp nhất ở mức từ 22 cho tới 25 độ. Riêng phía Bắc miền Đông những ngày tới có nơi còn dưới 21 độ, bắt đầu mang chút cảm giác lành lạnh. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!